Lúc này khắp các tỉnh thành đều tạnh ráo dịu mát, nhiệt độ khoảng 25 đến 26 độ. Hôm nay phần lớn thời gian trong ngày thời tiết sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau từ 31 đến 33 độ. Chỉ riêng có Đồng Nai hơi nóng 34 độ. Mưa xuất hiện vài nơi về chiều tối, dứt nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh nắng cũng liên tục từ sáng đến 16 giờ, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Buổi tối trời không mưa, có gió mát, nhiệt độ hạ xuống 29 độ vào lúc 19 giờ.